Ý, mời mọi người. Tôi vâng, đúng không? Mất ăn rồi. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến vlog của Huy Anh TV. Hôm nay em sẽ đãi chồng em món hàu nước ngọt. Mọi người cùng đi theo em nhé. Chồng ơi, ăn hàu không? Có. Vậy xuống ao mò đi. Ao gì có hàu? Hàu nước ngọt. À, con trai à? Ừ. Nhưng mà quay à? Quay luôn. À, thế thì hôm nay làm video luôn cho mọi người xem nhá. Bây giờ mình xuống ao để mò một ít chai lên. Nhưng mà vợ có nướng được không? Vợ đầu bếp mắt tôi chết. Chồng lại còn phải hỏi. Cứ xuống mò đi, vợ sẽ biến nó thành món hàu nước ngọt cho chồng ăn. Thế cũng được, hôm nay cũng không đi đâu được thì xuống nha. Mò ít chai lên để làm video cho mọi người xem nhá. Đây là video tự cung tự cấp. Trời, nước lạnh quá. Lạnh lắm. Cố lên. Lạnh lắm. Muốn ăn hàu thì phải cố lên. Lạnh lắm vợ. Đừng. Cố lên. Đây này, mò được con gì rồi? Eo, sao lại nhanh vậy? Vừa mới xuống đã mỏi rồi á? Nó không phải cục đá, từ. Ui giời. Chân. Phải xuống lúc nào có bùn ấy. Chứ đừng. Ở gần gần đây là toàn đá đây này. Ao này, ao nhà mình vứt đá xuống dưới đây nên là sợ đống như này không có đâu. Phải ra những cái đống nào mà nó có bùn ấy. À, ui giời. Đây có. Ê. Cả có cả hến mọi người nhá. Nướng luôn. Ừ, con này lan mình sẽ nướng này mọi người ơi. Ui to béo chưa? Ồ. Coi nhìn đẹp đấy, ngon đấy. Đẹp đấy. Bây giờ mò thêm một ít nữa. Ui, nước lạnh lắm. Ui đây rồi. Ui ui ui. Con này béo đấy. Ui giời cái mồm nó. Ồ mồm nó lè ra vậy là béo đấy. Lan nướng mỡ hành mọi người nhá. Thì mọi người tí mình sẽ chế biến để mọi người ăn. Xem mình ăn có giống hàu nướng mỡ hành không mọi người nha. Với tài năng mắt tứ chét của vợ thì chắc chắn nó giống rồi. Ui làm hên lắm vợ. Chồng muốn tin tưởng vợ không? Tin, nhưng mà làm hên lắm này. Ờ hên thì cũng ngon đấy. Mò hết nhá. Mò hết cả hên cả chai luôn. Mò được nhiều chứ chồng. Đây vợ, vợ không ra đây chồng. Vừa mò được chú đàn luôn này. Toàn hên. Nhiều vãi. Toàn hên mọi người ạ. Sao ai mình làm hên thế nhỉ? Không biết. Đây con này to dã man, chỉ to gần bằng con trai. Mới được có một con trai thôi. Đúng rồi. Nhiều hến thế, mấy... sao ăn mình làm hến quá vậy. Mò một ít chai để nướng mỡ hành. Hến này có nướng được mỡ hành không? Cứ nướng ăn được hết, ngon hết. Không thì để tí nấu canh. Ăn được ý mà, nướng ngon chứ sao. Ngọt. Hến nó cũng ngọt đi. Ừ. Nhưng mà nó ít nhân thôi chứ cũng ngọt mà. Ui, đây này. Đâu, chai đúng hến là... Ui, hẳn hai con. Một con hến các bạn nhá. Ui. Sao được bữa rồi. Mò tí. Mấy con nữa đi, thêm vài con trai nữa đi. Tại hến nó ít ruột lắm. Hến nó được ít ruột. Con này lắm này. Ui đây này. Ui. Kiệt ăn Kiệt chiều được nghỉ không? Chiều chú nướng chai cho ăn nhá. Sao đây ăn ăn chai nướng mỡ hành không? Sang đây, mày nhảy sang đây với chú. Cho Kiệt lên video luôn. Lâu lắm rồi mình không quay với cháu Kiệt mọi người ạ. À, sợ chó, sợ chó. Mấy cái video đầu tiên của mình thì thường hay đi quay với cháu Kiệt. Đợt lâu lâu là hay đi với bác Thông nên là cháu Kiệt không lên hình nữa. Hôm nay mình sẽ cho cháu Kiệt lên hình mọi người nha. Bác xem vài con nữa đi. Bác nướng như mấy đứa trẻ con nó ăn luôn. Ừ, con hến to chưa? To như con trai. Đây nữa, ui giời. Đây, con hến này. Đâu? Tưởng con trai mà là con hến. To nhờ. To dã man nhỉ. Sao ai mình làm hến thế? Đây nữa, ui giời. Ui giời, đúng cái tổ của nó rồi hay sao ấy? Ốc, 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 ốc. Ốc à? Ốc bia vàng vứt lên trên. Ừ, đây này, hến đây này. Ê mọi người, to chưa? Đạt nữa, đạt ăn không? Sang đây. Đâu, mang lên đây. Kiệt cũng mò à? Nó đứng ở dưới bảo. Nó đứng ở dưới bảo bắt được. Để ngồi chú mò lúc cho mà ăn. Tốt. Ê. Ui. Con trai to chưa? Ui. Chứng tỏ ai thì mình rất là làm trai nhá. Ừ. Đây cũng được nhiều phết đấy vợ. Không mò thôi, được nhiều phết đấy. Đây nhiều phết thế này.
Ơi vợ ơi. Nhìn này. Úi. Ý, mình nắm luôn. Nắm luôn. Hến to dã man luôn mọi người nhá. Nhiều nhở. Đây quay gần con hến cho mọi người xem này. Đây mọi người. Ý, mọi người hến to thế. Nhìn con hến to. Vĩ đại luôn. Vĩ đại không? Con đây có con này còn độc lạ hơn này. Gì? Đây mọi người. Nhìn cái vỏ ở bên ngoài có một cái vỏ nhỏ. Con này chắc ngày xưa bị tật à? Tật nguyền à? Đây này, bên ngoài có một cái vỏ nhỏ nhá. Xong bên trong là cái vỏ to đây mọi người nhìn này. Độc lạ chưa? Tật nguyền à? Mình cứ tưởng có một con ngoài con bé ngoài nó ăn nhưng không phải, đây là cái vỏ của nó này. Nó bám chặt vào đây luôn. Hay chưa? Đấy. Nguyền con này bị tật nguyền. Ừ, đây là bị cái con gì nó cắn. Cái lớp vỏ ngoài của nó luôn này. Hay bị con gì nó cắn thành cái vết ở đấy. Cứ như kiểu là có một con bé ngoài nó ăn con to ấy các bạn ạ. Đây con to nhờ. To dã man luôn. Mò thêm in nữa nhá. Ừ. Úi. Con này chà bá lửa luôn. Chà bá, con này nhỏ quá nhỉ. Hay tha cho nó. Hay ăn hết đi. Thế ăn nhá. Đây một con hến to này các bạn này. Ừ, to nhờ. Thích dã man luôn. Nếu mà tí nữa mò được nhiều thì tha cho con nhỏ. Còn nếu mà không mò được nhiều thì ăn hết. Lâu lâu mình xuống ao mò mỏi. Thật. Đã lâu hả? Lâu mới mò buổi bắt hết. Đây này. Con này cũng bé nhỉ. Mang lên con bé tí mình sẽ nướng bầu ở đây nữa này. À, nấu canh rau bầu. Nhiều phê đây. Nhiều mấy lắm cần này. Đừng đưa ở đây nữa này. Ui. Ui. Con này béo thế, béo thế. Béo chưa? Đây nữa này. Ui. Em bên này nhiều thế chưa? Bên này nhiều chưa? Bên này nhiều thế nhỉ? Ông. Ui, đây va phải. Ui giời ơi. Ui. Khổng lồ. Có phải bồ tát luôn. Va phải nó phát ừ mọi người ơi nhìn này. Con to nhất từ lúc đầu đến giờ. Con to nhất ngày hôm nay mò được. Khủng bố luôn. Con này tí trồng húp hết. Húp hết. Ngồi chưa? Bỏ vào cái nhìn thích thật. Hôm nay làm này để tầm bổ cho chồng mà gọi là hàu nước ngọt mà. Ui giời. Ui, con này cũng to này. Tưởng chết. Ui con này to chưa? Con này lên quanh có cả ngọc kia các bạn ạ. Để ngọc gì thế? Ông định lừa trẻ cô ăn nữa. Có ngọc thì à, lại giấu tô à? Ngọc là chai sông hay chai biển nhỉ? Chai sông. À chai biển chứ, chai biển nó có cát nó rơi vào thì đây. Mới có ngọc. Ui con này vỏ cũng bị như kiểu con lúc nãy này. Đây này, như kiểu hai con đang kẹp nhau ấy các bạn ạ. Nó có tật. Ừ. Con gì con cá chê cái cả. Vỏ ngoài phần dưới này rất là dày đúng như kiểu là hai con nó đang kẹp nhau ấy này. Mò thêm lúc nữa rồi ra chế biến rồi giờ mình sẽ không quay cái đoạn săn bắt nó dài đâu mọi người ạ. Thì thỉnh thoảng mình quay cũng muốn quay dài ấy, nhưng mà nó dài quá mọi người không xem hết thì mình chỉ quay vắn tắt thôi mọi người nhá. Chủ yếu là mình mò một lúc xong lên quay thành quả cho mọi người xem, bắt đầu đi ra làm ẩm thực luôn. Tại vì rất nhiều người thích mình làm ẩm thực mọi người ạ. Ừ. Thì mọi người vẫn cứ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người. Mùa này cũng không phải là mùa săn bắt đấy. Nên là cũng ít săn bắt được lắm. Mùa đông rồi, bây giờ vào mùa đông rồi nên là khó săn bắt lắm. Đến mùa hè, đến vụ cấy hái nhở. Ui dồi ôi, cái lúc ít thì chim cò rồi là chuột chóc đầy dãy ra ấy. Hôm sau người ta tát đồng đi mò ốc đi. Ừ. Nhiều quá vậy. Bắt nhiều càng tốt. Làm nước nào? Làm nước đâu rồi? Úi, đây, đến nhiều quá. Đến nhiều hơn trai. Vậy á? Ừ. Ui, nhiều nhở. Đây mọi người. Một chậu rồi. Đây, thành quả sau một lúc mò nhá. Thì bây giờ mình sẽ mò thêm một chậu nữa là mình lên bắt đầu đánh sạch nó đi. Xong bắt đầu tách ra nhá, nướng mỡ hành. Hết lạnh rồi à? Hết lạnh rồi. Giờ vào guồng rồi à? Lại xuống thích... lúc hết lạnh nhá, không muốn lên cơ. Giờ lại thích ngò à? Đấy, đây này. Ui, ui, con cá. Tiền ơi, con cá. Thấy không? Có ba mà. Đấy. Đây có con cá to. Bơi nhanh lên Đạt, bơi nhanh lên. Đây, con hến coi. Ui dồi. Đâu? Hến to dã man, chứ con trai. Ao nhìn mình nhiều hến thế. Bao nhiêu nhở? Đàn hến khủng. Mò nốt dọc này là lên này. Ok. Nhiều phết rồi đấy. Nhiều lắm. Này mò đến chiều cơ mà hết cái rổ này. Làm ốc lắm vợ. Nhiều ốc lắm. Hôm sau sẽ nghĩ có cái gì làm ốc không nhỉ? Ừ. Thế Kiệt biết mò chứ đùa đâu. Ui, ui, ui. Chú mò là con gì to lắm. Ui. Ui, con gạch to chưa.
Sao lại có viên nén hỏa đấy? Con cá. Này, con cá. Đây một con to. Ôi, thằng Đạt mua được con to chưa? Rơi lên nhau. Đâu? Đâu? Con thằng Đạt đâu? Thì... chết à? Đây, không chết, thịt mà. Chết hay sống? Sống. Ôi, to đấy, con này to đấy. À, giờ lên nướng. Đi lên đi. Chốt con này lên nhá. Vâng. Tao phải tra sạch qua trong nhá. Đây mọi người ơi. Đấy. Ừ, nhiều nhá. Sau 30 phút mò các bạn ơi. Có hai đứa kia lên đi. Ờ, cho em con một con nữa này. Ui, ngồi lại đi. Thằng Kiệt có con to thế. Mang đây chú, để thịt những con to rồi. Thế thì thả mấy con bé ra nhá. Ừ, nhiều vậy. Này lại thả ra các bạn. Thả ra không sao, to lại ăn nhá. Ừ, con bé thả đi. Giờ đừng nhiều, lấy con to thôi. Ui, tưởng được vài con thôi mà được nhiều nhở. Ừ. Mấy con bé quá mới thả nha, mấy con này ăn được rồi này. Thả đi bao giờ nó lớn mắt. Đừng hến, đừng thả. Đừng hến, đừng thả. Hến nó cũng buồn. Thôi, thả vậy thôi. Bây giờ đánh sạch nha các bạn nha. Đây này. Đánh đi. Nhiều không? Mọi người thấy nhiều không? Này bị mấy cân. Bây giờ sẽ nướng mỡ hành một ít, còn một ít là với cái hến này là tối mình sẽ xào rau bầu với nấu cháo chay các bạn nhé. Nấu cháo này ngọt nước lắm. Nước ta ngọt chay được rồi. Thấy ngọt lắm vậy. Đây, con này nhỏ quá. Thôi thả đi, tha. Đây, cái con này bé này. Không thả. Thả đi. Hôm sau lại được mò à? Hôm sau sang ao nhà Kiệt mò nhé. Mày mò thử chưa? Mò thử chưa? Toàn dưới đấy toàn bùn đi. Bùn mới có chai chưa? À bùn thì có tôm đấy. Ừ. Hay hôm nào làm cái lò đánh tôm à? Ừ, hôm nào làm có cái lò đánh tôm. Có tôm càng xanh ý. Có tôm càng xanh. Đấy. Hôm sau chú sang đánh xong là nướng nhá. Lần trước cháu câu được một con. Câu được tôm á? Để chú... Xuống chú... thịt đi. Vậy á? Mà đang định nhấc lên nó lại rơm nó xuống nào. Mất cả miếng thịt. Để chú đan cái vò đã xong bắt đầu chú sang chú cất lên cho màn. Xong làm bánh tôm nhá. Bánh tôm. Tôm càng xanh là bánh tôm gì phí. Chỉ có tôm nhỏ mới là bánh tôm thôi. Đấy, cho sạch vào. Bắt được thêm 4 con nữa. Còn 2 con to rồi. Con lấy 2 con to rồi. Con hến đấy. Thế nó kinh rồi, nó đến đời. Em sẽ đánh con to, chứ to này. Em muốn bắt được không? Đây. Sau một hồi trà sát. Xã cả vai. Bắt đầu mình cũng trà xong ở chỗ này. Sạch ấy. Nhưng bây giờ sẽ ngâm nước muối tầm 3 tiếng để cho nó nhả hết bẩn ra mọi người nhá. Xong bắt đầu sẽ cho lên nướng. Xào rau bầu. Mình sẽ làm món xào chay xào rau bầu với lại để tối nấu cháo nữa, nấu nồi cháo sáng mai ăn. Đấy nhá, đợi 3 tiếng nữa bắt đầu mang đi nướng. Bây giờ trong thời gian đợi thì mình sẽ đi rang lạc mọi người ạ. Đi tắm một cái. Mấy đi tìm thêm ít củi. Ừ. Đi bớt ít thế kìa rồi. Ok. Mày đứng dưới hứng nhỉ, chú bớt chờ ném hứng cho. Hứng này. Đây. Rơi rồi. Ném một quả một lúc đi, ném hai quả cho không bắt được đâu. Úi dồi, rơi rồi. Thôi vứt quả đi. Này. 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 Thôi nhá. Vâng. Bây giờ mình sẽ trần qua nước sôi cho nó há mồm ra để mình nặn hết cái bẩn ra mọi người nha. Sau đấy thì mang ra ngoài đồng để nướng mỡ hành ăn. Đúng rồi, giờ ra ngoài đồng mát lắm. Tắt nắng rồi, chiều đấy. Chiều ra ngoài đồng mát lắm. Nướng mấy con to, mấy con bé thôi. Thêm đi. Đây nhá, nướng mặt này nhá. Này đâu con to thôi chứ không ạ. Này đâu con to thôi, con gì bé đấy, con giữa bé đấy. Đây á. Ừ, chẳng con to cái gì á. Đây nhá. Con đây. Nướng con to con bé ai? Tại sợ không. Có người không ăn hết được. Đây, có nướng con hến không? Thôi nướng chai thôi. Thế thôi nướng chai nhá. Ừ. Hến để tối mình nấu cháo các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ cải tiến cái kiềng cũ nhà mình nhá. Buộc vài dây sắt để tí nữa mình sẽ đặt những con chai lên đây để nướng này mọi người. Ừ, cho nó đỡ lò. Đúng rồi. Thì sẽ đan tầm 3 đường như vậy nhỉ. 3 4 đường. 3 đường. Ở giữa kia một đường, ngoài một đường là được.
Bây giờ sẽ nặn sạch cái bẩn ở trong bụng nó đi các bạn nhé. Để làm thật sạch đây này. Trong bụng nó bẩn lắm. Chắn nước đi. Đấy. Rồi sau đấy sẽ mang ra độc để làm mỡ hành nữa nướng nha các bạn nhé. Sắp đến giờ ăn rồi. Này, mang ra ngoài cánh đồng ngồi cho mát nhá. Đúng rồi. Hành này là hành non đấy chồng, hành này mẹ chồng vẫn còn non đấy, Tết mới được bán đấy. Thôi vặt một ít, nhà của nhà chồng được. Tỉa thôi, không mẹ biết mẹ chửi đấy. Cái này là hành để Tết thu hoạch đấy. Bây giờ sẽ lấy một ít hành để làm mỡ hành mọi người nhá. Chừng này đủ chưa? Nhiều vào cho thơm. Mình cứ phải ăn ngập hành. Đấy, tỉa vậy thôi đấy, hành này nó vẫn còn non, nó chưa lên đấy, này để mẹ mang đi chợ bán đấy. Vườn rau của mẹ tốt không? Hành mướt. Thì vườn rau nhà mình tốt không? Vậy thôi. Rau sạch. Rau sạch ăn tại vườn được chứ. Hôm nay chồng sẽ trổ tài đầu bếp. Bây giờ mình sẽ làm mỡ hành trước mọi người nha. Thứ đừng bỏ hết ra đấy thì nó chết mất. Tí nữa này nhanh chết. Ăn nắng nhỉ. Vừa mới nắng to như vậy mà bê được cái bếp ra đây thì nó đã trời mùa này nó sắp mưa đến nơi ấy, xảo ấy. Vài nữa mưa thì có khi không đi để quay vlog được cho mọi người xem ấy. Buồn lắm. Wow. Mỡ đấy. Chắc nhớ nhưng mà đủ rồi. Cắt hành cho vào nha mọi người nhá. Nhỏ lửa thôi, có là cháy mất. Căn nhanh không nó cháy mất thật đấy. Đúng rồi. Nó mà cháy chả là thôi. Đây này, bắt đầu hành này. Mình thích ăn hành lắm các bạn ạ. Ai không ăn được hành chứ không thích xem cái cảnh như này đâu. Đứa nào thích ăn hành giơ tay. Đấy, thanh niên phải vậy chứ. Nghe tiếng siêu 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 siêu. Thơm nhỉ, ui dồi ôi, nó thơm chứ. Nghe cháy, thơm đấy, mùi thơm, chắc cháy rồi đấy. Thơm lắm không? Cháy rồi. Đấy, ở đây kia thôi. Đấy. Thơm không? Tí nữa bắt đầu là lấy kìa xúc đổ vào con ấy nhá. Vâng. Thơm chưa, mùi như thơm chưa? Ẩm thực đồng quê không? Kiệt chắc chán mày nguyên ấy vậy Kiệt. Điên gì? Vậy thôi. Tí nữa còn cho vào trong con kia xong rồi nướng lại cơ mà. Đấy, bây giờ bắt đầu nướng nhá. Nhìn cái nhìn con trai nó cái vỏ thì to mà cái ruột thì bé các bạn ạ. Đúng kiểu là vậy là to lắm rồi. Nhiều nhân lắm rồi đấy. Sản phẩm minh họa. Nhưng mà cái này minh họa. Đúng là sản phẩm chỉ mang tính chân minh họa. Đây này các bạn nhìn này, à, chưa. À, tung chảo luôn. Bé đấy. Giờ đây. Cho nhỏ lửa thôi nhỉ. À, tung chảo luôn, được có tí nhân. Vỏ thì to mà được có tí. Gần à, nhỏ lửa thôi nha các bạn nha. Gần nướng hết cả cái chảo. Đấy. Gần nướng hết cả cái chảo rồi. Được chứ. Ây da. Này nó thế nha. Đứa nào ăn được ớt không? Chú cho siêu cay vào. Nhìn mặt thì sợ rồi. Sợ rồi. Đấy, nhìn này, bắt đầu nó chảy. Tí nữa chỉ cho từng ớt lên bên trên thôi. Ừ. Nếu mà ăn được ớt thì sẽ cắt ớt cho hẳn ở đây nướng cùng. Nhưng mà thôi, chắc bạn này không ăn được đâu. Đấy, con này bắt đầu chuẩn bị sôi. Đấy, bắt đầu sôi đấy. Nhưng mà nướng như này nó không đều được xung quanh. Thì tí được con nào ăn con ý. Được con nào ăn con ý ăn trên bếp luôn ấy. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Thấy chưa? Thơm chưa Kiệt ơi? Đạt ơi, thơm chưa? Thơm. Mùi mỡ hành lên nhìn mỡ vào nha mọi người nha. Thơm nhở? Mùi mỡ hành thơm vãi. Này mà không ăn được hành đến chịu luôn. Cho mỡ vào trước, tí cho hành sau còn đường nó cháy mất hành. Ừ. Vậy được. Đấy. Thơm vãi. Thơm. Mùi nó sôi rồi. Mùi hành. Ơ, xèo 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 rồi. Đấy. Mùi hành với mùi tỏ. Cháu ơi, ơ cháu ơi, kẹt cái này lên rồi. Nó cháy hết rồi rồi. Kiệt kéo lên, đúng rồi, dựng lên Kiệt ơi. Dựng lên, dựng lên. Dựng cái con này lên này Kiệt.
đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng rồi, thôi. Con kia dựng dựng lên tí nữa đi. Dựng con này. Con này cơ, con ở giữa đấy. Con giữa này. Dựng lên đi. Chảy mất mỡ hành mất ngon. Thích nhất thì mỡ hành ấy. Nướng chưa buồn mẻ, nếu mà ngon là về mở nốt cái đống mấy con còn lại mà nướng nốt các bạn ạ. Đây là nướng thí nghiệm. Thí nghiệm. Chưa làm cái con này bao giờ nhỉ? Chưa nướng này bao giờ. Bình thường bắt được thì chỉ có luộc. Về xào mấy cả nấu cháo hay là nấu canh thôi. Đấy, hôm nay bắt đầu thử nghiệm đây này. Ê, nghe nó xèo xèo hấp dẫn đấy. Kiệt thấy thích không? Con này hơi im mỡ à? Thôi, Kiệt với Đạt đi về đi, bao giờ ăn xong thì chú gọi nhá. Nhìn mặt lại. Đây, bắt đầu cho hành rồi nha. Sao để tí nữa cho hành? Nướng thêm tí rồi. Nữa. Ôi con này nó sôi, ngục luôn. Ngục luôn các bạn ạ. Ôi còn mấy con ấy của Đạt này. Nhưng mà nướng kiểu gì kỹ sợ nó tí nữa nướng, nọt. Ăn xong cái này thì nướng. Ui. Hấp dẫn đấy. Nó xèo xèo như này. Thơm và ai mùi mỡ hành nó bốc lên. Bắt đầu cho hành vào này. Con này lướng quá tay rồi. Đấy nhá. Màu nó hơi thơm thơm rồi đấy. Hành đến lâu nó bị co hết lại. Nhìn nó hơi ít. Mình thấy nó ngon lắm. Không nhỉ. Ừ, đấy con ấy bị nướng quá rồi. Đấy lấy ra. Cái con thế này vừa. Bây giờ lấy ra ăn hết luôn. Đây nha, chia đều hành nha. Đây, cháu sẽ ăn cái khế này. Đây, cái khế này nó... Đây, con này bắt đầu mở mồm này. Vậy bóc ra, bóc mồm ra. Để cho nó vào chỗ khác để nướng. Ấy à, con thấy chưa? Đấy, ấy, con nhìn cháu cách kìa. Ba con, hai con. Nó bị kinh. Ấy à. Xeo xeo. Lấy con ở giữa ra đi, nó cháy rồi. Đây, bây giờ nha. Để nó lên đây nhá. Đây kéo chú gấp ra cho. Thằng nào ăn con nào? Cháu ăn con này, con bị cháy. Con cháy kia ăn à? Con to nhất đấy. Đây nhá. Cháu ăn con này. Ok. Cháu cũng nướng con thế này đó. Ok. Con này nhá. Con hến. Con này của Đạt à? Bên trong có cả một con hến. Đây nhá. Ăn một cái lưỡi cho vợ đi. Đâu, vợ ăn con nào? Ăn con khổng lồ này à? Ăn khổng lồ đi. Hai con khổng lồ lưỡi cho tí nữa. Đừng đỏ lưỡi. Úi dồi, mỡ hành của tôi. Ôi trời ơi, mỡ hành của tôi. Đây, đèn cho con này nước. Ok chưa? Ok. Đấy nhá, ăn con này. Con này chưa chín rồi. Chín rồi. Ăn con ấy trước đi. Cái con hến này này nó chưa chín. Hến chốt để lạc ra. Vào, chốt lạc vào nữa, từ từ đấy chú chốt lạc vào. Lấy lạc. Giờ chú bỏ mấy con hến ra chỗ khác. Bao nhiêu công chú dã đấy mà ăn không cho lạc vào. Để cháu xin cái tiếng. Để cháu gắp cắt. Đấy. Thế mấy con sỏi. Cháu không ăn à? Có. Vậy chỉ lấy 3 con. Nạt chưa. Còn chỗ để đâu? Đây mà con hến rồi. Gắp xuống luôn đây nè. Rắc lạc lên luôn các bạn nha. Thơm ngon đấy không? Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Đây nè. Rắc một con hến rồi kìa đời. Còn đúng 2 con thôi. Đây thôi, một con hến. Tí nữa là nướng hến. Nghe ngon lắm. Đưa kéo đây cho như chú. Như thịt nạc ấy. Như thịt nạc ấy. Mày đã ăn rồi á? Đã ăn rồi á mà biết như thịt nạc. Vâng. Kinh vậy nha ăn vậy. Ăn này nè. Con thử mà đây mình ăn thử trước nha các bạn nha. Ông bỏ con hến ra, con hến đã chín đâu. Lo chuyện vừa mới cho con hến vào ấy. Dạ. Để vào trong mấy cái con đang ở trên bếp ấy. Đấy. Con thử chưa ăn con hến chưa? Con hến chưa sống đâu, chưa chín đâu. Đây mời mọi người nhá. Lần đầu tiên ăn cái món này, thử nghiệm luôn. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không dụng chờ bạn nữa. Đấy. Giờ tôi ăn liền. Nhưng mà dùng răng đấy, nắng nóng nằm đấy. Không nóng đâu. Cắt nó nhỏ ra như thiệt ý. Có cái kéo cái kẹp đây mất rồi. Vậy bỏ xuống mà cắt. Cháu nguội rồi. Ngon không? Ngon. Nóng. Ngon. Thơm lắm. Nhở? Thơm lắm các bạn. Ngon hơn hai đứa này. Ủa? Ngon. Ý giời. Nào. Một miếng một con vậy á. Vậy thì dưới phải nướng thêm các bạn. Tuyệt vời lắm.
Ăn y như hàu luôn. Vậy á? Ừ. Đã bảo rồi, hàu nước ngọt mà. Hàu nước ngọt đúng không ạ? Đây, cho camera man ăn con này nhá. Đây, camera man cầm đi để tớ quay cho. Ngửi đã thấy chảy nước miếng rồi. Bây giờ bạn ăn thử đi để cho mọi người xem nhé. Đây nha, xúc một phát là hết cả cả lạc, cả hành luôn đây này. Đấy. Đấy, mình cũng ăn một miếng hết, trong đó đoàn người ta ăn một mình một miếng. Ngậy. Thơm. Thơm còn béo béo bùi bùi. Ui. Ngon. 10 điểm không có nhưng. Ui. Tuyệt vời nha mọi người nha. Để mình ăn thêm con nữa. Bây giờ ăn cái con này đi. Để bây giờ ăn cái con to nhất này nhá. Hai đứa này ăn nữa không? Có. Tuyệt vời không? Có. Đấy. Vẫn đủ mỗi người một con nữa cơ. Ừ. Đúng đủ. Vừa đủ luôn nhỉ. Vừa đủ luôn á. Không đếm nhá. Không đếm nào đấy. Không đếm luôn mà vừa đủ mỗi người hai con. Bây giờ lấy tương ớt. Đây. Ừ nhỉ. Đấy. Ăn thử với tương ớt đi. Bây giờ con này sẽ ăn với tương ớt nhá. Bây giờ ăn hết bốn con này xong là chú về chú nướng cho một rổ nữa ăn nhá. Vâng. Ok không? Ok. Đấy, ngập tương ớt như này. Xúc đi. Xúc đi. Thằng này tham ăn con to nhất dài. Kéo con chơi chín đâu. Chơi chín đâu Kiệt ạ. À. Không, con này chín nhất đấy, con ý là nửa nó chín rồi. Đúng là giữa luôn nên là nó chín đấy. Nhưng mà nó dai thôi. Đạt ăn nhỏ nhẹ thế cháu. Ừ. Dai một rồi. Miếng một con như. Đấy, bếp vẫn đang nóng lửa nha. Đâu, bỏ con hến vào đây. Xong mình nướng tiếp con hến. Đây là nướng tiếp con hến đi. Đây nha cháu, làm con hến nó tức bông vỏ luôn. Đấy. Nướng hến, hến nướng. Nướng cả hến luôn. Đấy nha, bây giờ mình sẽ ăn cái con này. Ai cũng chê con to thì mình sẽ ăn. Con bé là nó hay giòn, nó chín trước. Ê, con bé mềm lắm. Bé mềm ngọt lắm. Ô nhưng cái vỏ nó không nóng lắm đâu nha. Tắt bếp rồi mà, tắt bếp rồi nên không nóng lắm đâu. Cháu ít tương ớt vào ăn thử xem cháu. Ừ. Ăn ngon lắm. Đây. Ui, nóng. Dưới một ít tương ớt vào các bạn nha. Đấy. Úi xà. Phải cất nhãn mác đi, không mọi người lại tưởng mình quảng cáo Chinsu. Ừ, không 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 có quảng cáo đâu, chỉ là thích ăn tương ớt thôi nha. Vậy cất hẳn ra cháu ơi, nó đang nhìn thấy đấy. Thôi kệ đi. Thôi cất đi. Ăn đến mồm rồi lại còn phải bắt mà cất ơi. Đây mọi người. Đợi tí đã. Còn to chưa? Đây mình ăn một phát nha. Một miếng luôn này. Xuống hết rồi mỡ ảnh cho thơm. Cháu ăn con này. Hơi nóng, từ từ đã. Nó nóng quá các bạn ạ. Nhìn hấp dẫn quá. Ui, nóng lắm, không ăn được. Phải bình tĩnh, không vội được đâu. Ui, Kiệt cũng làm một con nhìn cũng hấp dẫn đấy. Ngồi đưa ra cho khác khói nó bay về làng nhỉ. Ôi, ôi. Sung sướng cuộc đời chưa? Cho thêm tí nữa đi. Con. Ok, con kia vẫn chưa chín à. Ngon ăn thế. Không được vứt mỡ hành đi đâu, thơm lắm. Thơm lắm. Nhưng mà nó nóng quá. Chưa ăn được. Con này nó to là nóng lâu. Đây, đây rồi. Ừ. Đây. Mình ăn nhá. Ừ. Ngập tương ớt rồi. Ừ. Đấy con cuối cùng của chồng đấy. Ừ. 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 Nóng quá. Rụng răng. Thơm lắm mà. Đây rồi, thần thật. Chưa kéo đây. Húp đi chờ. Nhưng mà nó nóng các bạn ạ. Đây cháu sẽ bỏ con này vào. Ôi ơi, súp. Muốn ăn nữa các bạn ạ. Mọi người thử. Rồi. Mọi người thử nướng chay ăn thử nhá. Nướng y như nướng hàu mình làm đây này. Mọi người ăn thử cho cảm nhận nha, xem mình có nói điêu không. Mình ăn cái cục này, này. Cái con chay nó hay có cái phần cục này. Nó dính dính ở đây này, ăn nó rất là sần sật các bạn ạ.
Trứng ăn cả vỏ à? Nghe hệt tiếng cạch cạch rồi đấy. Dài lắm không nhấc nhấc nó ra được các bạn. Tại mình nướng này, nướng nó càng dài, luộc còn đỡ, nướng dài lắm. Đấy, ấy rồi. Còn miếng cuối cùng mà khó khăn thế này đây. Mình sẽ chạy về lấy vài con nữa ra nướng các bạn nhé. Đây rồi, được rồi. Mời bạn, mời các bạn nha. Miếng cuối cùng với mình nha. Mày tay bốc đi. Miếng này sần sật. Ngon dã mà. Đấy. Kiệt nóng quá không ăn được hết à? Nóng. Đây giờ vợ đi. Chuẩn bị mở. Đây giờ bạn cameraman ăn nút con cuối cùng đi bạn. Cô nguyện để cô sẽ chọn con này. Còn con này của Đạt đấy nhở? Đạt nữa không? Không, cho ăn con này đi. Thế con này của Kiệt, Kiệt chưa ăn. Kiệt nó ăn đi. Con thứ hai của nó đi xem. Cắt ra. Con gái là phải ăn từ tốn nha. Vừa nãy đớp hết một con. Cái thằng này. Mình phải giả vào là cô rất từ tốn chứ. Vậy là không được rồi, không ỏi rồi. Xong rồi quay từ. Cho tương ớt nha. Thơm vãi. Đấy, cứ phải cho ngập tương ớt vào mới ngon. Ăn nó. Nó chưa ăn con thèm bao giờ. Ăn rồi. Ăn bao giờ? Đáng lắm. Ở đây. Ôi. Ý, mời mọi người. Tôi mất ăn rồi. Ăn lại mọi người nhá. Con phải lại rơi rồi thôi. Ăn lại con khác à. Ôi phí vãi. May còn một con cháu Đạt cháu không ăn hết. Cháu Đạt cháu ăn hến. Cháu nhường cho cô con trai. Tương ớt, tương ớt, tương ớt. Đúng rồi. Không được quên tương ớt. Úi. Úi. Ngon chưa? Nóng. Ăn nóng nó mới ngon. Bùi dã man luôn đấy. Bùi ngon. Ngon lắm. Mọi người nên ăn thử nhá. Nó cho thật nhiều mỡ hành à. Đúng rồi. Trời ơi. Hôm nay vẫn còn hơi ít. Thơm. Quá thơm luôn đó. À. Cái này không cần phải cho gia vị đâu mọi người ạ. Nướng lên mỡ hành. Đỡ nạc. Nếu mà ai thích ăn cay thì cho tương ớt. Vậy quá ngon. Không có cần gia vị gì đâu. Ủa. Hết rồi. Hết bao rồi. Về lấy. Tí quay xong là về lấy nướng hết nha. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn các bạn. Đây là đầu tiên ăn nướng rồi đấy. Đúng rồi. Đầu tiên ăn chay nướng rồi đó. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Đây ủa. Còn cháu Kiệt và cháu Đạt đã xử lý nốt mấy con hến còn lại các bạn ạ. Nướng nốt đi. Vâng. À đấy nhá. Con này sẽ cho con chó. Baby của em ạ. Eo. Đi đâu mà giờ mới chạy ra đây. Đang nằm thèm ăn lắm rồi. Đấy này. Cho nằm con đấy đi. Eo. Có ăn không hay chê? Ăn chứ. Ý giời. Nãy không ra sớm cho một con mới tinh. Nó đi chơi đấy. Không biết đi đâu chơi mà giờ mới đi về. Tìm dài. Nó đi tìm dài đấy. Này náo lắm rồi đi tìm dài. Xem được chưa không thì nó cháy mất rồi, cháy mất rồi Đạt ơi. Vớt ra đi. Vớt ra đi, rồi. Cháy rồi. Cái đó này cái kéo đi. Kiệt đang bận ăn. Không dừng lại được. Đây có cái con này nè. Nhưng mà cái này không có mỡ hành. Mỡ hành là mới thơm. Đúng rồi. Nhưng mà không có mỡ hành là mới ngon. Ngon thật đấy. Thôi. Giữ tí liêm sỉ ai lại ăn hết cả. Nhưng mà thơm thật. Ăn cháy cháy thì ngon cục. Ừ. Ăn cháy cháy thì thơm. Tí nữa mình sẽ nướng. Nướng lên chục con nữa đi. Ăn cho nó đã. Tối không phải ăn cơm nữa các bạn ạ. Ừ. Ngon đấy, thơm á. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Bất ngờ đấy. Lần sau phải làm nhiều nhiều vào. Ừ.
Bây giờ sẽ dập cái củi đi nhá. Thì bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây mọi người nhá. Thì hôm nay mình đã có một cái phát minh mới, một cái món mới chưa ăn bao giờ. Hôm nay mới ăn thử thì cũng khá là ngon các bạn ạ. Thì video sẽ kết thúc ở đây. Mời mọi người xem video của mình vào những ngày tiếp theo nhá. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Rồi, mấy bạn gặp lại mọi người.